Baby bus. Chăm sóc bé gấu trúc. Chào mừng bạn đến với ngôi nhà của bé gấu trúc. Hãy cùng chăm sóc em bé nào. Chúng ta nên chăm sóc em bé nào trước đây? Đã đến lúc đi tắm rồi, hãy cùng tắm sạch sẽ cho em bé nào. Em bé cảm thấy sạch sẽ và thoải mái sau khi tắm. Cảm ơn bạn đã chăm sóc tốt cho em bé. Đây là món quà dành cho bạn. Em bé có một món đồ chơi mới. Chúng mình cùng chơi nhé. Ôi, có lẽ em bé đi vệ sinh rồi. Tháo bỏ tã bẩn. Sau đó, mặc tã sạch sẽ cho em bé. Ôi, em bé buồn ngủ rồi. Đi ngủ. Hãy vệ sinh miệng cho em bé trước khi đi ngủ. Vệ sinh miệng cho em bé bằng gạc. Hãy ru em bé ngủ. Một món đồ chơi mềm mại sẽ giúp em bé nhanh chóng đi vào giấc ngủ hơn. Bé Kiki đang ngủ ngon. Bạn đã chăm sóc em bé rất tốt. Em bé đã lớn lên rồi. Em bé đã lớn lên rồi.
đã đến lúc đi tắm rồi, hãy cùng tắm sạch sẽ cho em bé nào. Em bé cảm thấy sạch sẽ và thoải mái sau khi tắm. Cảm ơn bạn đã chăm sóc tốt cho em bé. Đây là món quà dành cho bạn. Vệ sinh rồi. Tháo bỏ tã bẩn. Sau đó, mặc tã sạch sẽ cho em bé. Rồi. Hãy vệ sinh miệng cho em bé trước khi đi ngủ. Vệ sinh miệng cho em bé bằng gạc. Một món đồ chơi mềm mại sẽ giúp em bé nhanh chóng đi vào giấc ngủ hơn. Bé Mio Mio đang ngủ ngon. Bạn đã chăm sóc em bé rất tốt. Em bé đã lớn lên rồi. Em bé đã lớn lên rồi. Bạn có thể chơi với em bé. Ném đồ chơi vào giỏ.
Đúng rồi, bạn đã hiểu rồi đó. Ném đồ chơi vào giỏ để nhấn được một chiếc giỏ lớn hơn. Tuyệt vời, em bé muốn được chơi với bạn một lần nữa. Bạn có thể chơi với em bé trong vườn không? Hoạt động ngoài trời. Có vô vàn trò chơi thú vị dành cho bạn. Bạn muốn chơi trò nào? Hãy cưỡi ngựa bập bên. Ô tô đồ chơi kêu píp píp píp. Có rất nhiều hoa đẹp. Em bé muốn tập bò, bạn có thể giúp em bé không? Tập bò. Bé Khi Khi đang tập bò. Giúp bé Khi Khi bò về phía trước nhé. Hãy giúp bé Khi Khi lấy những món đồ trước mặt nhé. Sữa thơm ngon và bổ dưỡng. Ngũ cốc giòn và ngon. Đó là món nuôi nơ ngon tuyệt. Wow, bé Khi Khi đã nhận được một hộp quà lớn. Cảm ơn bạn đã chăm sóc tốt cho em bé. Đây là món quà dành cho bạn. Em bé thích chơi trò ném đồ chơi vào giỏ. Chúng mình cùng chơi với nhau nhé. Ném đồ chơi vào giỏ. Yeah.
chơi vào giỏ để nhấn được một chiếc giỏ lớn hơn. Tuyệt vời! Em bé muốn được chơi với bạn một lần nữa. Cảm ơn bạn đã chăm sóc tốt cho em bé. Đây là món quà dành cho bạn. Có lẽ em bé đi vệ sinh rồi. Tháo bỏ tã bẩn. Sau đó, mặc tã sạch sẽ cho em bé. Em bé buồn ngủ rồi. Hãy vệ sinh miệng cho em bé trước khi đi ngủ. Vệ sinh miệng cho em bé bằng gạc. Hãy ru em bé ngủ. Một món đồ chơi mềm mại sẽ giúp em bé nhanh chóng đi vào giấc ngủ hơn. Bé Kiki đã ngủ ngon.